Diễm Thi và Chân Như kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình của Đài Á Châu Tự Do sáng thứ Bảy 4 tháng 10 với một số tin tức đáng chú ý trong ngày. Thưa quý vị, phe biểu tình yêu cầu chính phủ bảo vệ họ cũng như đưa tin về dịch bệnh Ebola tại Libya phải có giấy phép. Thưa quý vị, các lãnh đạo phe biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông hôm qua thề sẽ không nói chuyện với chính phủ trừ khi những vụ tấn công có tổ chức nhắm vào người biểu tình được chấm dứt. Những nhóm người chống biểu tình đã đụng độ với những người biểu tình ở các quận buôn bán sầm uất nhất của Hồng Kông vào ngày hôm qua. Những nhà hoạt động xã hội cho rằng những vụ tấn công này đã được dàn dựng. Ba nhóm tham gia biểu tình phản đối chính phủ hôm qua đã ra lời tuyên bố, trong đó họ kêu gọi chính phủ phải ngăn chặn ngay lập tức những vụ tấn công nhắm vào những người biểu tình. Nếu không, họ sẽ bỏ cuộc đối thoại với chính phủ. Trước đó, ông Lương Chấn Anh, trưởng đặc khu hành chánh Hồng Kông đã hứa sẽ có đối thoại với phe biểu tình trước áp lực đòi ông phải từ chức. Ông cho biết sẽ đối thoại, nhưng ông cũng nói là ông sẽ không từ chức. Thưa quý vị, Tổ chức Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch hôm qua cảnh báo việc chính quyền Myanmar gọi những người Rohingya không có quê hương là người Bengal khiến những người từ chối danh xưng này phải đối mặt với việc giam giữ không thời hạn hoặc bị trục xuất khỏi Myanmar. Kế hoạch hành động Rakhine do Ngoại trưởng Myanmar đưa ra được coi như là một phần trong nỗ lực mang lại hòa giải tại bang Rakhine, theo như nhận xét của Liên Hợp Quốc hồi tuần này. Tuy nhiên thì theo AFP, một văn bản mà hãng tin này có được cho thấy khoảng 1 triệu người Hồi giáo Rohingya ở bang Rakhine sẽ phải lấy danh xưng là người Bengal, một từ thường được hiểu là những người nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh. Theo văn bản này thì những người từ chối hoàn tất các thủ tục giấy tờ xin quyền công dân với danh xưng như vừa nói sẽ bị giam giữ trong các trại giam tạm thời. Human Rights Watch coi đây là việc giam giữ tùy tiện và có nhiều khả năng những người này sẽ bị trục xuất khỏi Myanmar. Liên Hợp Quốc coi những người Rohingya không có quê hương là một trong những người bị truy bức nhiều nhất trên thế giới. Họ gặp nhiều hạn chế và cản trở tại Myanmar và Bangladesh. Hoa Kỳ vừa đạt được thỏa thuận giảm nợ cho Indonesia để đổi lại việc Jakarta cam kết một chương trình trị giá 12 triệu đô la bảo vệ các loài vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng ở đảo Sumatra. Tổ chức Bảo tồn Quốc tế cho biết như vậy vào ngày hôm qua. Thỏa thuận được ký trong tuần này sẽ cung cấp thêm ngân sách cho các nhóm môi trường thực hiện tăng cường các chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới ở Sumatra và làm tăng số lượng động vật đang có nguy cơ bị tiêu diệt tại đây. Theo thỏa thuận mới, chính phủ Indonesia sẽ trả khoảng 12 triệu đô la vào một quỹ trong vòng 7 năm. Quỹ này sẽ cấp tiền cho các hoạt động bảo tồn. Thỏa thuận mới tương tự như một thỏa thuận đạt được hồi năm 2009. Theo đó, chính phủ Indonesia cam kết 30 triệu đô la để tăng cường bảo vệ rừng ở Sumatra. Các cánh rừng ở Sumatra, một đảo ở miền Tây Indonesia, là một trong những nơi đa dạng sinh học nhất trên thế giới và là nơi có những loài thú đang có nguy cơ tuyệt chủng, bao gồm tê giác và hổ. Một nhóm các chuyên gia của cơ quan nguyên tử năng quốc tế gọi tắt là IAEA sẽ đến thăm Tehran vào tuần tới để mà họp bàn với chính phủ Iran về chương trình hạt nhân của nước này. Hãng tin Reuters trích lời một số nhà ngoại giao cho biết IAEA đang cố gắng để thực hiện cuộc điều tra kéo dài đã quá lâu về chương trình hạt nhân của Iran và có nhiều khả năng cuộc gặp giữa hai phía sẽ được thực hiện vào đầu tuần tới ở thủ đô Tehran của Iran. Ông Reza Najafi, đại sứ Iran tại IAEA ở Vienna cho biết đoàn của IAEA sẽ do Phó Giám đốc Cơ quan An toàn Hạt nhân của IAEA dẫn đầu. Các nước phương Tây cho rằng Iran cần hợp tác hơn nữa với IAEA nếu nước này muốn đạt được một thỏa thuận ngoại giao rộng hơn với các cường quốc và chấm dứt những tranh cãi xung quanh chương trình hạt nhân của nước này, từ từ chấm dứt những cấm vận đối với Iran. Hồi tháng trước, IAEA nói Iran đã không trả lời các câu hỏi được đưa ra trước hạn 25 tháng 8 về hai khu vực điều tra bị nghi ngờ có thể dùng cho việc sản xuất bom hạt nhân. Các phóng viên sẽ cần phải có giấy phép chính thức để đưa tin về dịch Ebola tại Liberia. Chính phủ Liberia vừa đưa ra quy định mới nhằm bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân. Tuyên bố về quy định mới được đưa ra hôm thứ Năm, ngày mà một phóng viên truyền hình của hãng NBC News của Mỹ tại Liberia trở thành phóng viên nước ngoài đầu tiên được xác định dương tính với virus Ebola. Không có bằng chứng nào cho thấy luật mới có liên quan gì đến trường hợp của người phóng viên vừa nói. Theo luật mới, các phóng viên không có giấy phép chính thức từ Bộ Y tế trước khi nói chuyện hay quay phim, chụp hình bệnh nhân có thể sẽ bị bắt giữ và truy tố. Nạn dịch Ebola tại Liberia trong các tháng qua đã khiến cho 3.696 người nhiễm bệnh và gần 2.000 người thiệt mạng.
Dịch bệnh cũng gây nhiều chú ý từ các hãng truyền thông quốc tế. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ avtv.net. Nếu bị tự lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ achautudo.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org hoặc bằng ứng dụng app miễn phí của RFA tải xuống từ App Store và Google Play. Diễm Thi và Trần Như xin kính chào tạm biệt quý vị.